Xe này được nhiêu? Bao nhiêu cục? Xe này 35 cục. 35 cục hả? Xe trước là xe trước có 25 cục. 25 mà cái thùng bự đúng không? Trước thùng bự. Nặng. À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì đóng thùng. Ngày hôm qua các bạn, ngày hôm qua thì cũng đi hết số rồi. Bữa nay nữa, hồi nãy đi hai xe còn lại đóng nữa nè. Thì ở đây xe lớn các bạn. Xe lớn qua cộng được, thành ra là phải chuyển từ, bạn thấy cực không? Lên cái xe nhỏ, tại vì cái chỗ cái đường ở đây đang làm các bạn, thành ra là phải chuyển lên cái xe nhỏ rồi mới chở qua ra đường mới cái xe lớn mới đi được các bạn ha, hơi cực xíu. Thì cái cây hồng cục mai mình cho luôn các bạn 200.000 cây các bạn, thì các bạn ủng hộ mình hết rồi. Bây giờ mình còn lại một số mà mình nói mình lựa ra còn nhỏ nhỏ hơn đó, chứ đó còn số các bạn tí nữa đóng. Đây các bạn, thì đóng một cây là như thế này nè, một cây là nó nguyên cục như vậy ha, từ 3 cây, 5 cây ha, đó à, 2 cây đóng cái thùng gì vậy đó bạn, thùng giấy như vậy. Thật ra là cái cây này nó bự, nó cành càng đó bạn, hay nè, này cũng bự nè, đó thùng này thì 10 cây các bạn đó. Thật ra thì thùng bự thùng nhỏ đóng lum hết trơn. Thì sẵn đây mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ha. Thì còn lại một số cây bự nữa bạn, cây này tí nữa đóng luôn. Thì cái cây mà lúc mà mình lựa ra đó bạn, trong cái đám mà bự này thì 200.000 mình lựa ra thì nó cũng cây nó cũng như vậy các bạn ha, nhưng có cái nó hơi nhỏ hơn tí, các bạn thấy nè, nhỏ hơn, cái chân thì không dài, ngắn hơn đó. Thì mình xuống giá cái này đi, tính các bạn 170.000 thôi ha, bớt là 30.000 thì còn lại đâu khoảng 100 cây các bạn, chứ không có nhiều đó. Rồi có một số nhỏ nữa kìa các bạn, số nhỏ nó mình lựa ra rồi thì thôi, số nhỏ đó để đó tính sau đi, cũng có nhiêu cây các bạn ha. Còn cái đây thì cũng cỡ 100 cây thôi, là mình vô luôn các bạn 170.000 các bạn ha. Nè bộ rễ nó nè cao à, tính ra thì nó cũng hơn 2 tấc nữa các bạn nè, cũng có cây khoảng 2 tấc thôi nè, một găng tay mình 2 tấc các bạn, cái cốt thì nó cũng bự hơn ngón tay cái mình ha. Nè có cái thì nó cũng lớn hơn tay cái chứ nè, nó không nhỏ hơn đâu nè, đó để nó vậy đó ha. Có cái thì nó cũng lụng các bạn, cây này lục lực, cây này bự lục lực đó. Thì nhắc lại là 170.000 các bạn ha, cũng có cây thì nó bằng nó tay cái mình hoặc nó lớn hơn tí các bạn, nhưng bộ rễ thì bự lắm ha, chủ yếu có bộ rễ các bạn. Thì mấy cây nhỏ mình đã bỏ qua bên kia rồi ha, chủ yếu có bộ rễ nó bự gì thôi đó. Thì ngày hôm qua mình đi, hôm qua mình cũng đi hết ít rồi, bạn muốn nay đi nữa. Thì cái cây nó bự á, bự mình đưa đi hết rồi. Cái này là hơi nhỏ tí nè bạn, nhưng mà cái rễ nó đẹp ha, cục rễ nó to quái luôn nè đó. Thì mình chủ yếu mấy cây này cũng ít cắt cốt, nhưng mình cũng có cắt cốt mấy cây đâu rồi, cắt cốt mấy cây quên, hình như mấy cây nhỏ mình cắt cốt. Thì các bạn đây là những cốt đây mình cắt cốt, cái này là cắt ra một cốt nữa bạn, một cốt trực lắc rồi đấy nữa nè ha, đó. Thì này cũng bự nữa bạn, cái này hơi nhỏ, nhỏ ra đi, ủa cái này nhỏ xíu không ai, nó lưu lộn đó bạn ha, chủ là cái bự thôi, cái này mình cắt cốt rồi. Đó, nếu mà các bạn cắt cốt á thì cái cây này nó đứng cây trực các bạn, là như là cây trực hết. Thì nếu mình để trực lớn vậy thì mình chế tạo lớn, mình chế tán tròn, nếu mình cắt ra là nó vậy bạn, ngắn lại ha, các bạn cứ mạnh dạn cắt thì nữa, nó mình quấn cái cành này rớt nè, mình quấn rớt xuống cái này mình dựng ngọn lên nè, thì nó tạo ra cái cây đó, cây trực các bạn, trực mà cành rớt ha, chứ không cần phải nó nghiêng qua đâu. Còn nếu mình muốn cho nó nghiêng thì mình về mình để hơi nghiêng gì tí vẫn được mà, mình chật gì mình rớt cũng hay, tại cái bộ đế chủ cái bộ đế đó rồi đó nè, như này nè, thì mình có thể mình lấy cái đỉnh ở đây cắt bỏ toàn bộ cái này, cắt này sát vô, thì đem quấn bay cái này, quấn bay chứ nó không quấn rớt, tại
Nếu quánh rớt thì cái này nó có cái con miếng, còn này thì mình quánh bay ra thôi ha. Đó, để đặt nó gì đây bay nè, cái này quánh rớt được nè. Bạn thấy không, cắt bỏ cái này, lấy cái đỉnh này lên tí, cắt ngắn cái này xuống thì nữa mình quánh cái này rớt được rồi. Nó cao quánh rớt để hơi nghiêng lại tí xíu đó, ha. Ha, hoặc mình nghiêng nữa đó. Đây nghiêng tới đây thì lấy cái này cái đỉnh nè, cắt bỏ này ra cành lợp đây nè các bạn, em cắt dài lên tí xíu quánh rớt xuống thì nói chung là nó dễ làm các bạn chứ không khó đâu. Thì các bạn đã từng xem mình làm biết bao nhiêu rồi hả, mình xem làm biết nhiêu rồi. Thành ra là cái cách mà cắt thì nó rất là dễ các bạn, không khó. Đây mình cắt mấy cây cốt nè, cái này nó bù rễ dài nè các bạn thấy không. Thì đây nè, mình cũng cắt ra nè, đó là thấy không, mình cây này mình để hơi nghiêng gì tí xíu nè, đó trồng về thì cái trồng nằm trong bộ mình để nghiêng tí xíu thôi là ok đó bạn ha. Có đỉnh luôn nè, đó đỉnh nè, cành phóng đây nè bạn, cành này lợp theo thằng này bay ra đó bạn thấy không. Thì đơn giản lắm, đây mình cũng cắt cây nè, cây này á thì cắt ra cái cây trực lắc hoặc là cái trực cành lã các bạn. Ở đây quấn cành lã nè ha, đây quấn lã xuống và thấy không, lắc lã xuống để đem chuyển cái đỉnh lên đó xíu thôi. Đây quấn cành lã nữa các bạn, mình đây lấy cành phòng đó, nó rất là đơn giản ha, là nó ra cây rồi. Thì nói chung đa số những cây này mình cắt được hết rồi nè, thấy cái cốt đó nè, à, thấy rõ không, cái cốt đó nè mình cắt đây nè, thì đây mình quấn rớt xuống nè đó. Còn cái cốt trên thì mình cắt ngắn tí xíu nè, lợp theo cái cành dưới ở trên này dựng định cắt nhỏ ở đây đó mà, nhánh đây hoặc nhánh đây nè, à, chiều lên nhánh thôi, cắt bỏ nhánh đây cắt ngắn rồi. Thì cái cây này ra cái cành bên đây là mình cắt sát vô để mình làm cái cành lợp bên đây nè đó, nó là vậy bạn chứ không có khó nè. Nè như cái cây này nè, một lùm nhánh thì bạn thấy không, một lùm nhánh như thế này thì cắt ra cái bay nè. Đó, những cái nhánh này mình cắt ngắn để sau khi mình bay cành ra thì mình lợp trên, lợp trên cái này thì mình dựng lên đây mình quấn rớt ra thì cái nó hiện giờ nó đang nghiêng đây, cái lắc lại cái thì lấy cành phong đây lắc cái ngọn lên rồi nó tạo con lắc ở đây ha, nó gì nè, lắc lên đó đơn giản ha. Kìa cây này cũng hay nha các bạn, cây này nó nhỏ hay có bỏ nè, nó là cắt cốt hay lắm nè, cắt đây lấy ra tới đây nè bạn, nè cái đỉnh nằm đây nè ha, để cắt này cái này đó, rất đơn giản ha. Nè như cây là cái trực thì không nên cắt nè, cái này nó quá trực rồi đó, đó. Cái trực này mình làm cái tán tròn rất là đẹp đó bạn, bởi vì sao, bởi vì cái đế nó nở nè, nó nở rồi nó gió con đây quá rồi nó xè ra ha, nó xè ra thì các bạn thấy là cắt theo một cái chóp mà trực tông cao đó bạn, thì nó cũng rất là hay. Hoặc là mình cắt cốt á, các bạn thấy như cái cây này mình cắt cốt ra đó nè, nó một lùm nhánh như thế này nhưng mà mình vẫn lấy được cái cốt nè, thấy không, nó lắc nè, cắt bỏ cái này thì cái này cái đọt đó các bạn, cái này cái ngọn nè, cắt bỏ sát đây, cắt bên đây sát các bạn thì nó lắc. Từ đây các bạn lên đây mình nữa mình tạo cái nhánh bên đây nè, cắt bỏ hai cái này rồi thì nó lắc qua đây lắc lên đọt lên đây, nó thành cái trực lắc tông cao nằm trên nè đó. Nếu mà mình cắt cái cốt á thì nhiều khi các bạn tưởng tượng là trừ khi mình tiếc thôi, mình tiếc á thì mình không cắt ra được cái cốt đó, còn nếu mà mình chịu cắt là nó ra hết trơn á ha, đó mình chịu cắt là ra hết chứ không có gì cắt không được hết trơn. Thì chẳng qua là mình tiếc mình thấy lùm cũng đẹp quá thôi thì mình để luôn đó. Thì nói chung cái đám hồng mai này á là nó đã có cái bộ đế trơn rồi các bạn, thì nếu mà mình không có cắt cái trên ra cái cốt để mà mình uống thì mình cắt tán ha. Nói chung là cây này cắt tán thì bây giờ là mình đã cắt sát rồi, bạn về nhà nếu mà mình muốn nhỏ nữa mình cắt cho nó sát vô vẫn được các bạn, cắt sát luôn nhỏ xíu gì luôn nè, cục theo cái bài tròn xíu thôi, lấy cái chén cắt xong lấy chén úp lên nó vừa hết luôn các bạn, cỡ bằng cái chén luôn. Thì sau khi bắt đầu đâm ra thì mỗi lần nó đâm ra mình cắt nới ra một tí, mỗi lần nó cắt nới ra thuốc thì nó sẽ tạo ra một cái nấm, tầm khoảng 3 tháng thôi là các bạn có thể có được cái nấm rất là đẹp rồi. À, còn nếu mà mình lấy trong đó ra mình cắt sát cho mình lấy cái cốt thì mình uống nhánh thì cái đó là đòi hỏi mình phải có cái cách uống các bạn ha. Mình tạo ra mình lắc qua đây lắc đây ba cành thôi ha, 1, 2, 3 cành với cái ngọn đó, ba cành một ngọn, như vậy là nó đã tạo ra được
cái nấm ở trên nhưng mà vẫn có cốt, nó vậy đó. Mà thường thường các bạn thấy thì khi mà mình tạo cái cốt cạnh đó, thì mình nên tạo theo cái lối trực lắc các bạn, lắc mà ba cạnh nó như thế này nè, bạn thấy như thế này mình tạo được cái trực lắc này. Cái cốt trực lắc nó nằm ở trên đây nè, mình cắt bỏ cái nhánh bự, bạn đừng lấy nhánh bự ha, cắt bỏ cái mặt cắt này không, cắt cao đi tí xíu thì bạn để ý ha, đây nó lên gì tới đây mình cắt thì nó sẽ tạo cái nhịp lắc lắc con này. Ở đây mình quấn tán nè, hay mình quấn cho nó lả xuống thì cái đây nó lắc lên đây, cái mình cắt ngắn đây thì cắt ngắn đây thì nó sẽ đâm cái một đây dưới, nó đâm bên đây một nhánh nữa, hai nhánh mình sẽ uống lả vào đây, thì cái này mình lắc lên đây cái mình uống nhánh vào đây liền dựng ngọn rồi đó. Đa số là những cái lắc cái dễ cắt hơn như này đó, cắt hai nhánh cắt thì ra cái trực lắc, cắt vào đây cắt đây bỏ cái này lên tí xíu rồi ra trực lắc ha. Đó, thật ra thì nói chung cái cách làm cây thì mình đã chia sẻ bằng rất là nhiều rồi. Thành ra nếu mà mình tin ý chút mình sẽ làm được cái cây độc lạ chơi thôi. Thì hôm nay mình còn lại cũng chắc khoảng 100 cây nữa là hết các bạn. 100 cây nữa thôi. Hồng một mai cốt lớn ha. Đó, thì so với hôm qua thì nhỏ hơn tí, bằng ngón tay cái mình trở lên, nhưng mà đế thì bự ha. Đó, như luôn các bạn, nếu mà các bạn thích thì có thể liên hệ số mà điện thoại mình để trên màn hình ha. Còn khoảng 100 cây nữa thôi thì mấy cây lớn này còn chiều đây mình đóng xong luôn các bạn ha. Rồi mình xin chúc các bạn tìm được cái cây như ý để mình làm cái cây chơi cho đã ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào bạn những cái video tiếp theo ha.